Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2022. Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa huyện đã thu hút được trên 1.300 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan và trong lực lượng vũ trang đến từ 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, có nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã tình nguyện hiến máu nhiều lần. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người, đây là lần đầu đi hiến máu. Lần này là lần thứ 17 anh hiến máu. Thì mỗi một lần hiến máu xong thì cũng cảm thấy là vui vì mình sức khỏe của mình nó đảm bảo và được góp một phần nhỏ bé để gọi là đóng góp cho xã hội. Đây là một dịp, một cái sự kiện rất là có ý nghĩa, giúp người như mình có cái cơ hội để góp một chút sức của bản thân và công việc y tế và qua đó là có cái cơ hội cứu giúp là một số những người bệnh trong đang gặp khó khăn về sức khỏe, thì mình cảm thấy đây là một cái sự kiện rất hay và ý nghĩa. Để đảm bảo ngày hội hiến máu diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất từ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Các tình nguyện viên tham gia nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong buổi sáng, ban tổ chức đã tiếp nhận được trên 500 đơn vị máu, đảm bảo an toàn, chất lượng. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công tác nhân đạo, cứu người, góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn máu dự trữ cần thiết, phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.